Các em đang nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Cậu bé An cảm thấy xóm chợ kỳ lạ như một vườn thú với biết bao nhiêu loài vật. Có lẽ khung cảnh mới lạ cũng như sự thân thiện của người dân nơi xóm chợ khiến An phần nào vơi bớt nỗi nhớ gia đình. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Tôi bước thêm mấy bước, qua những đống cháy khóm chín vàng tỏa thơm mùi mật, thấy hai con chuột nằm khoanh, vảy xếp lại như những đồng hào lấp lánh. Có tiếng chim gì mổ nhau kêu quang quác trong chiếc lồng kẽm chỗ tối tối. Ngọn đèn vừa bị cánh chim đánh nhau quạt tắt và người chủ bán chưa kịp thắp lên. Một chú khỉ con cứ nhảy qua nhảy lại lia lịa, trờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy tôi đi qua, nó nhe răng khẹt khẹt ngó tôi rồi quay lại nhòm người chủ, dường như muốn bảo tôi hỏi ruồng tại sao cây lão rậm râu kia không thả mối dây xích cổ ra để nó được tự do đi chơi như tôi. Đằng chỗ đám hát xong, một tràng pháo nổi lên vang dậy. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngó chung quanh nữa. Tôi lại ba chân bốn cẳng, nhắm mắt nhắm mũi lao về phía tiếng ồn ào đang có một sức cuốn hút không cưỡng được. Mình chỉ coi một chút thôi, tôi nghĩ bụng và đưa mắt nhìn vào trong ngôi quán cà phê nhỏ núp dưới tàn cây bã đậu chôm chồm những gai. Cái lưng gù gù của anh học sinh trường Cô Le lấp ló qua vai những người dân quân tự vệ đội nón bàng rộng vành thả trễ sau gáy. Tôi muốn vào báo cho anh biết tôi đã lên đây, nhưng bụng phân vân. Lỡ ảnh bảo xuống thuyền thì sao? Ừ, mà mình chỉ cần coi qua một chút thôi mà. Chen đâu mà chen dữ vậy hả? Một thằng bé lùn lùn, béo ục ịch, trợn mắt, huýt khỉu tay vào hông tôi. Cho tao coi một chút mà. Nghe tôi nói bằng một giọng nhường nhịn, thằng bé tức thời nép người qua để cho tôi lách vào. Rồi nó nhe răng cười, làm như tôi với nó đã quen từ hồi nào vậy. Mày mới tới à? Hồi nãy vừa diễn trò hai con khỉ kéo xe, mê lắm. Ừ, mình mới tới. Tôi đáp cho có đáp, không còn chú ý nghe nó kể những gì bên tai nữa. Người khách mãi võ mặc quần áo chẽn màu đen đã bán qua một lượt thuốc cao, bắt đầu giới thiệu tiết mục. Em bé 10 tuổi nhào qua vòng lửa. Hừ, trò này đêm qua có diễn rồi, không thể tả được mà. Thằng bé lùn lùn béo ục ịch lại dỉ tai tôi, giọng đầy tự hào về cái chuyện nó đã được xem trước tôi. Một em bé vận bộ quần áo bằng sa tanh màu đỏ, tóc tết quả đào, mang đôi hài vải đen bước ra cúi chào khán giả. Chiếc vòng sắt quấn rẻ tầm dầu lồng giữa một khung gỗ hình chữ nhật dựng đứng cỡ ngang tầm mắt tôi, bày giữa hiện trường. Dứt loạt vỗ tay chung quanh, người khách già cầm ngọn đuốc châm vào chiếc vòng quấn rẻ. Tức thời một vầng lửa hình tròn như chiếc bánh xe lửa của Na Cha phực cháy vù vù. Em bé lại nghiêng đầu chào mọi người, rồi rún chân một cái, chạy tới ba bước, gieo mình như một con thoi bay qua vòng lửa. Mắt tôi hoa lên, chỉ còn thấy cái bóng đỏ lao qua lao lại xuyên ngang vầng lửa. Và hai tay tôi ù đi vì tiếng gieo hò, tiếng vỗ tay vang dậy. Đêm qua nó nhào 6 lần mà bữa nay nó tăng lên tới 8 lần. Mày thấy ghê chưa? Thằng bé lùn lùn béo ục ịch lại hích tôi, vênh mặt nói. Trong lúc người khách cầm mấy chai rượu thuốc đi vòng quanh chào hàng, thì em bé vừa đứng thở, vừa đưa hai bàn tay nhỏ phủi phủi những sợi tóc cháy trước trán. Dường như đêm nay số thuốc bán được ít ỏi quá. Người khách mặt buồn buồn đặt mấy chai rượu thuốc lên cái dương lớn màu đen, cố làm ra vẻ tươi tỉnh. Ông bà cô bác xem xong trò này rồi hẵng mua dùm sau cũng được. Hay, tả lô lên. Tiếng trống, tiếng thanh la lại khu rung rồn rập. Ông ta cầm một nắm dao con sáng loáng tung lên, bắt từng chiếc một, rồi lần lượt
cắm tất cả 12 con dao ấy vào những khe hở đục trong cái vòng sắt còn đang rừng rực lửa. Những mũi dao nhọn hình lá trúc đào lấp lánh ánh thép trắng xanh, tua tủa chĩa ngược vào trong, càng làm thu hẹp cái khoảng tròn ban nãy vừa đủ một thân mình người chui qua. Người khách lướt nhìn mấy người đánh trống đánh thanh la, ra hiệu ngừng tay. Ông ta nhướng mắt, hét lên một tiếng, dùng mình thu người lại và lập tức rún chân bay qua giữa những mũi dao tua tủa. Tôi nhắm mắt lại. Trời ơi! Chỉ nhích ra một phân, bất cứ ở phía nào, thì những mũi dao sắc nhọn như gươm kia cũng đâm sóc lút vào da thịt. Ông ta lao đi lao lại 3 lần như vậy, mà trông sắc mặt và hơi thở không chút biến đổi. Người lớn làm không hay, em bé làm mới hay, người khách vung tay giới thiệu. Em bé gái bước ra, nghiêng đầu chào mọi người. Hai bàn chân đi đôi hài vải đen nhỏ xíu, khởi động dẫm lên dẫm xuống một chỗ trên mặt đất lởm chởm những hòn cuội. Tôi hồi hộp quá. Đôi môi em bé run run. Rõ ràng là nó đang cố trấn tĩnh trước phút biểu diễn cái trò vô cùng nguy hiểm này. Có ba ở đây, con. Người khách nói bằng giọng khuyến khích vui vẻ, nhưng cặp mắt ông ta trông nghiêm nghị đáng sợ. Em bé tức thời hét lên một tiếng như bố, rún chân bay xuyên qua giữa vòng dao rực cháy. Chung quanh im phăng phắc. Mọi người không kịp vỗ tay. Có lẽ vì sự thán phục cùng với nỗi lo sợ thay cho em bé cùng một lúc ập vào, làm choáng ngợp trái tim mọi người. Em bé lao qua vòng dao lần thứ nhất rất dễ dàng. Em lại mím môi lao qua lần thứ hai. Đến lần thứ ba thì một tiếng thét kinh hoàng của những người xem nổi lên chung quanh tai tôi. Em bé đã ngã bổ xuống, bàn chân phải mắc vào một mũi dao. Người xem chạy ùa vào. Ông khách già ôm ngang lưng con, gỡ chiếc hải đen ra khỏi mũi dao. Một dòng máu đỏ từ trong vết thương bàn chân em bé tuôn ra như suối. Không hề gì mà, dán một lá thuốc cao, khỏi ngay thôi. Ông khách vừa nói vừa rắc một ít thuốc cầm máu màu đen để hàn miệng vết thương và trao đứa con gái cho một bà sầm vác đưa xuống chiếc thuyền đậu trong một con mương gần đấy. Bọn trẻ nhỏ ùn ùn chen lấn chạy theo coi. Mặc dầu đám hát vẫn tiếp tục biểu diễn, nhưng tôi không còn lòng dạ nào xem nữa. Tôi cũng chạy theo đám trẻ, lần xuống mé nước đứng ngó vào thuyền. Em bé ngồi tựa lưng vào mui, đôi mắt to đen láy nhìn xuống vết thương trên mu bàn chân đã được bó một lá thuốc cao. Không thấy máu chảy nữa, nhưng bàn chân cứ run run, lâu lâu lại giật một cái, khiến em nhắm mắt lại. Bà Sầm cầm ngọn đèn soi vào chân con, tròng mắt đỏ hoe. Con có đau lắm không con? Em bé nhắm nghiền mắt, hai bàn tay bóp chặt trên ống chân, lắc lắc đầu. Một giọt nước mắt người mẹ rơi xuống bàn chân nhỏ của đứa con đau. Em bé mở choàng mắt ra, hốt hoảng nhìn mẹ, như vừa bị một giọt nước sôi rơi trúng vào chân. Không có làm sao đâu, má à, bút bút một tí thôi. Vừa nói, cô bé vừa quờ tay ôm ngang lưng mẹ và cố nhoẻn cười cho mẹ yên lòng. Nhưng sau đó một chốc, em lại nhắm mắt lại. Mấy giọt mồ hôi rịn rịn tươm ra trên vầng trán nhỏ. Tôi biết chắc rằng em bé đang đau lắm. Tôi không dám đứng nhìn nữa, bèn trở lên chợ. Bấy giờ đám hát cũng vừa tan, tôi sực nhớ ra là mình đã đi lâu quá. Tôi liền chạy vào quán cà phê, không thấy anh học sinh cô Le đâu. Tôi nhằm hướng đầu ngọn cây bàng khô, chạy một mạch về. Đoàn thuyền vận tải quân lương không còn chiếc nào đậu ở đó nữa. Tôi chạy dọc theo bến chợ một quãng, hy vọng họ vừa rời đi, mình còn có thể đuổi theo kịp. Trời tối quá, lửa đèn trên sông dần dần thưa thớt. Chợ cũng đã tan rồi. Tôi trèo lên một đống gạch, đứng ngóng theo làn nước lấp loáng ánh sao xuôi xuôi trên dòng kênh, không biết chảy về đâu. Một người đàn bà quẩy đôi thùng xuống bến lấy nước.
đứng lại nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: Nhỏ, phải mày ở trong đoàn thuyền vận tải không? Dạ phải, tôi vội đáp, bụng hơi mừng. Họ đi đâu rồi, gì? Trời ơi, mày đi đâu mà họ tìm mày khắp cả chợ? Họ đi rồi, đi từ tám hoánh nào rồi, nhổ xào từ hồi nước mới dòng. Và người đàn bà chép miệng: Chà, dường như họ được lệnh đi ngay hay sao ấy, gấp lắm thì phải. Dì có nghe nói họ đi đâu không? Tôi hỏi lại. Chuyện quân sự mà, biết sao được. Thế mày cũng không biết à? Họ không nói với mày sao? Không, dì ạ. Mày có ba má, anh em gì trên thuyền không? Không, cháu đi quá giang thôi. Người đàn bà chảnh môi ra, dài giọng: Thảo nào, người ta có việc của người ta chứ, ai bảo cứ ham chơi, đi những đâu. Người đàn bà không nói gì nữa, lặng lặng xuống bến gánh nước lên chợ. Tự nhiên tôi thấy trong lòng sưng sưng muốn khóc. Ban ngày tôi thần tha đi dọc theo bến, mong có gặp người nào quen trong đoàn thuyền vận tải quân lương trở lại đây không. Ban đêm tôi vào ngủ trong chợ, chui dưới gầm một thớt bán thịt lợn của người Hoa Kiều. Những người đàn bà trong chợ gọi tôi là thằng bé tản cư. Nghe đâu hồi tháng trước, chợ này hoặc chỉ họp buổi sáng. Hơn tháng nay, chợ nhóm suốt ngày, có đêm mãi đến 9-10 giờ khuya mới tan. Người tản cư ở các vùng trên đổ xuống ùn ùn như nước. Mặt nước dòng kênh không mấy lúc ngớt tiếng khua động mái chèo. Cái chợ con nằm trên ngã ba kênh của xứ làng quê hẻo lánh này trở nên đông vui nhộn nhịp như một thị trấn nhỏ. Người từ Sài Gòn chạy xuống tới đây cũng có, người vùng Tiền Giang, Hậu Giang cũng có. Nhiều con mụ đàn bà mặc áo lụa trắng bô đê, che dù đầm, núng na núng nính, rén bước đi lên chợ, mắt cứ ngó xuống chân dép xăng đan, sợ bùn đất vấy gấu quần. Tiền bạc đựng nứt ví, nhưng mua gì cũng chê ỏng chê eo, trả giá rẻ mạt. Tôi chỉ nghe họ than phiền với nhau rằng lính mình dở quá, không chặn nổi tay, rằng chạy vào đây không có nước đá uống, không có nước ngọt tắm. Thấy tôi lảng vảng đến gần chỗ thuyền họ, họ nhìn trông chọc vào tôi, bộ như muốn ăn thịt. Ê, đi đi thằng nhỏ, mò mẫm toan ăn cắp hả? Các em thân mến, khi An đang ngắm các con vật người ta bày bán ở chợ thì cậu nghe thấy đằng xa có đoàn hát rong đang biểu diễn. Có lẽ tất cả bọn trẻ con ở chợ đều bị cuốn hút bởi tiết mục biểu diễn của đoàn hát rong. Tiết mục bay qua vòng lửa của cô bé con ông già khách khiến người xem vừa thích thú vừa hồi hộp. An thấy lo lắng cho cô bé khi ông già khách đã cắm thêm 12 con dao vào khe hở của vòng lửa. Và một tai nạn đã xảy ra. Lần thứ ba bay qua vòng lửa, cô bé biểu diễn đã bị thương ở chân. Khi đoàn hát đã tan, An vội quay lại đoàn thuyền vận tải, nhưng họ đã nhổ neo từ lâu. Một lần nữa, An lại bơ vơ cô đơn một mình nơi đất khách quê người. Để biết cuộc phiêu lưu của nhân vật An tiếp theo ra sao, các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau. Chào tạm biệt các em.